Tiếp theo là các thông tin đáng chú ý khác. Công ty Nestlé Việt Nam vừa khánh thành giai đoạn 2 dự án mở rộng nhà máy Nestlé Bông Sen tại khu công nghiệp Thăng Long 2, Yên Mỹ. Dự buổi lễ có đồng chí Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông David Best, đại diện Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam. Với dự án này, nhà máy Nestlé Bông Sen sẽ tăng gấp đôi công suất, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao. Nhà máy Nestlé Bông Sen là nhà máy thứ 6 của tập đoàn Nestlé tại Việt Nam và là nhà máy thứ 2 của Nestlé tại Hưng Yên. Dự kiến đến năm 2025 sẽ tạo ra khoảng 600 việc làm. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh ghi nhận nỗ lực của công ty Nestlé Việt Nam trong các hoạt động đầu tư sản xuất và đưa các sản phẩm thức uống dinh dưỡng an toàn, đồng thời đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào, huyện Yên Mỹ phối hợp bảo đảm tạo điều kiện tốt nhất cho nhà máy Nestlé Bông Sen hoạt động. Luôn xác định đồng hành với doanh nghiệp và xác định hiệu quả của doanh nghiệp là thành công của chính quyền.